À, xin chào mọi người à, em là khánh em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm xứ của bát tràng à, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm không phải nhìn qua hình ảnh mọi người có thể xem video trực tiếp và hôm nay ở video này thì em xin phép được uh, giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một cặp lục bình xứ, mẫu chế tác hình ảnh là công danh phú quý chim công và hoa đào và sản phẩm đã được mạng vàng 24k à, giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này thì uh, đây là một cặp lục bình hàng oxy giả khử oxy giả khử Uh, chứ không phải là hàng khử mọi người nhé nhưng mà vẫn được mạ vàng 24k uh, thì cái dòng oxy này nếu như mà để oxy giả giả khử và oxy truyền thống thì nó khác nhau oxy giả khử là một cái dòng sản phẩm khá là mới uh, thì nó sẽ làm cho cái nền xứ cái cách thức làm sẽ làm cho cái nền xứ nó sẽ trắng đục nó sẽ trắng hơn so với dòng, dòng oxy truyền thống nếu như oxy truyền thống nó sẽ màu là màu xanh xanh vàng màu nó rất là tối nhưng cái dòng này của nó thì sẽ trắng hơn trắng nhưng mà không được trắng trong như hàng khử mà nó sẽ là trắng đục. À, thì để cái ngân sách giảm xuống thì uh, uh, đã sản xuất ra cái dòng oxy giả khử như thế này và mạ vàng 24k Về cái độ vàng, cái vàng thì nó vẫn sẽ như cái vàng vẽ lên trên cái hàng đất trắng men khử. Nhưng mà cái nền xứ, cái chất xứ của nó sẽ không phải là hàng khử mọi người nhé. Em đã chia sẻ qua uh, cho mọi người hiểu hơn về cái cặp lục bình này. Uh, em sẽ gõ thử cho mọi người nghe âm thanh nhé. âm thanh thì rất là đanh trong và vang tiếng thì chắc hẳn là sẽ có nhiều anh chị sẽ thắc mắc là thì cái dòng nào sẽ tốt hơn ví dụ như là dòng oxy giả khử và dòng khử mạ vàng thì cái nào sẽ tốt hơn thì về độ bền mọi thứ là sẽ hai dòng sẽ như nhau nó chỉ khác nhau về độ thẩm mỹ thôi cái hàng khử thì nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với dòng oxy giả khử hoặc là oxy vẽ vàng mọi người nhé nó sẽ khác nhau rất là nhiều mọi người có thể truy cập vào trong kênh để xem nhiều cái video em đã giới thiệu rất nhiều về lục bình vùng xứ của bát tràng và chia sẻ chi tiết nhất để mọi người có thể hiểu rõ hơn thì uh, đây là một cặp oxy giả khử mạ vàng 24k họa tiết đều là vẽ thủ công bằng tay mọi người nhé họa tiết đều là vẽ thủ công bằng tay thì hiện tại đang để lên trên một cặp đế sứ kích thước của cặp lục bình này là cao 1m55 cả đế nguyên thân bình là 1m4 và đường kính bụng này là 42cm này. đường kính bụng này mẫu chế tác hình ảnh là công danh phú quý trên công và hoa đào uh, cái ý nghĩa của cái tích này là mong muốn cầu mong cho gia chủ luôn được phú quý sung túc gia đình hạnh phúc viên mãn đấy là ý nghĩa của tích cảnh công danh phú quý này à, cặp lục bình này thì rất thích hợp để trưng bày phòng thờ và rất thích hợp để trưng bày phòng khách rất là đa năng mọi người nhé cái mẫu lục bình công danh phú quý này à, lát nữa thì em sẽ quay cận chi tiết vào tác phẩm để mọi người có thể nhìn rõ hơn và tất cả những sản phẩm này bên em đều giao tận nơi toàn quốc nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xích mẻ thì mọi người mới nhận hàng Thế nên là mọi người yên tâm về chất lượng sản phẩm ở ờ, mỗi một chiếc lục bình như thế này nó sẽ nặng vào tầm 40 cân mọi người nhé mỗi một chiếc như thế này nó sẽ nặng vào 40 cân thì về cái trọng lượng của lục bình thì không phải lúc nào nó cũng sẽ là đều zin như nhau bởi vì cái hình thức làm cái sản phẩm này là đổ rót như là đổ hồ vào trong khuôn chính vì vậy là cái trọng lượng của lục bình nhiều khi là kể cả hai chiếc này cũng có chiếc nặng chiếc nhẹ chứ không phải là các đôi nó sẽ nặng nhẹ khác nhau nghĩa là cái trọng lượng của lục bình nó sẽ không bao giờ đều nhau 100% tất cả những cái sản phẩm này đều là sản xuất thủ công họa tiết màu xanh lam này là đều là vẽ tay mọi người nhé và sau khi vẽ tay rồi lại vẽ một lớp vàng nữa lên bên trên sản phẩm nung lại ở nhiệt độ 800 độ C cái vàng này là giống như là mạ ở trên nhẫn hay trên đồng hồ ấy Được. nó bám ở trên cái bề mặt xứ này rất là chắc đấy, mọi người không dùng cái vật sắc nhọn mọi người cào thử xem nào vàng nó có làm sao không nhé vàng nó sẽ bị xước đấy bởi vì bản thân cái vàng này là một lớp ở bên ngoài men để là mọi người lưu ý nhé đã nung qua lửa rồi nó sẽ bám ở trên này rất là chắc À, tay thì thay này thì thoải mái nhá đấy nhưng mà mọi người đừng có dùng những cái vật sắc nhọn mọi người mài thử xem nó có xước hay không nhá nó sẽ xước đấy đây là một cái lớp vàng mỏng ngoài men à, mọi người cùng quan sát cả cái đế bên em cũng sẽ vẽ vàng ở dưới đế hết mọi người nhá về cái độ dày của lục bình này nó sẽ dày khoảng tầm 0,9 cm 0,9 nó cũng tùy đôi không phải lúc nào cũng là 0,9 mọi người nhá có có những đôi nó sẽ 0,7 hoặc là 0,8 có những đôi là 0,9 đấy là những cái lưu ý dành cho mọi người về những cái sản phẩm sản xuất thủ công của bát tràng để mọi người có thể hiểu hơn giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người nhìn rõ hơn nữa về cái cặp lục bình này và bên em thường có những phiên live vào buổi tối từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối mọi người có thể truy cập lên những cái phiên live của bên em trực tiếp ở trên kênh để có thể săn được những cái sản phẩm gốm sứ bát tràng với cái giá tốt nhất và có những sản phẩm có những thời điểm bên em sẽ có những cái mã xả hàng để mọi người có thể lên để săn những sản phẩm chuẩn gốm xứ bát tràng đầu tiên phải là chuẩn gốm xứ bát tràng rồi đã Đấy, chuẩn vùng sứ bát tràng. Không lo sợ là không phải những cái sản phẩm vùng sứ của bát tràng. Rồi, giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm. Ở như hiện tại em đang quay cận Và để anh chị có cái nhìn rõ nhất nhá. Thì những cái mẫu lục bình như này nó sẽ dao động từ khoảng tầm uh, 19 cho đến khoảng tầm trên 20 triệu một chút nhé Nó tùy vào cái họa tiết, nó tùy vào họa tiết và tùy vào đơn vị làm uh, cái độ hoàn thiện của hàng phơ như thế nào mọi người nhé đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người bởi vì ở bát tràng có nhiều đơn vị sản xuất không phải là chỉ có một đơn vị họ sản xuất ra những cái lục bình như thế này nếu như mà cái cốt lục bình đắt thì khi vẽ vàng lên cái giá trị của lục bình thì nó cũng sẽ cao hơn đấy mọi người nhé nghĩa là cái cốt cái cốt là cái lục bình mà đã hoàn thiện rồi nó cũng có nhiều cái kiểu chế tác họa tiết lắm nhưng mà em đang nói đây là cái giá dao động để cho mọi người có thể nắm được cái giá khi mọi người đi mua lựa chọn sản phẩm à, thì nếu như với hàng khử thì nó sẽ tầm gần 50 triệu có những mẫu lên đến trên 50 triệu một cặp nếu như mà hàng khử mạ vàng 24k đấy là một cái lưu ý về giá cho mọi người nhé à, thì mẫu này ở bên em như anh chị đã nhìn thấy ở dưới chân em kẹp viền vàng kim đậm này to bằng hơn còn cái này kẹp viền nhiều vàng kim thì khi mà anh chị để trong nhà nó sẽ sáng nó sẽ đẹp ở dưới chân cũng được kẹp viền vàng kim à, cái dòng oxy này nếu như mà cái hàng mộc của nó thì nó sẽ rơi vào tầm 7 8 triệu một đôi mọi người nhé 7 đến 8 triệu một đôi nó cũng như em nói rồi cũng tùy đơn vị sản xuất có những đơn vị họ sản xuất cái mức giá tầm lên chục chục triệu cũng có chứ không phải là không có mọi người nhé đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người về cái độ hoàn thiện của cái họa tiết và cái cái sản phẩm đấy, cái giá nó phụ thuộc rất nhiều vào như đấy ở chính giữa thì được chế tác hình ảnh là một cặp chim công một trống một mái thể hiện cho tình cảm vợ chồng bền chặt sắt son gia đình cuộc sống hạnh phúc hình ảnh hoa phú dung ở bên dưới chân thể hiện cho sự phú quý giàu sang hoa đào nở lên trên phần cổ của mình và có những cái đôi chim nguyên ương đang bay đậu ở trên cái cảnh này ở trên là trời hoa đào là biểu tượng của may mắn mọi người nhá biểu tượng của may mắn anh chị cùng nhìn thấy cái chế tác cái sản phẩm đã được vẽ điểm vàng rất là đẹp nhé em coi cận hơn nữa vào cho mọi người cùng quan sát nhé thì tất cả những cái phần màu đại màu đen đen như này anh chị nhé đều là vàng kim hết tất cả những cái màu đen đen như này đều là vàng kim nhưng ánh sáng chưa lên này đưa cái tay vào là sẽ thấy vàng nổi hết lên này tất cả những cái viền của họa tiết đều là vàng kim nó sẽ vàng hết như thế này ở những chỗ cánh chim Đấy. Tất cả viền họa tiết đều đều sẽ phải lên vàng hết mọi người nhé. Đều phải lên vàng hết. Đây. Tất cả những họa tiết viền của hoa đều phải lên vàng hết. Đây là một cặp chim công ạ. Đấy, một cặp chim công. Cặp này nếu như mà anh chị bày trí ở phòng thờ rất là đẹp mà bày trí ở phòng khách chơi cũng rất là sang. Thì với cặp này, phòng khách nhà anh chị nào mà nhiều đèn anh chị bày lên đẹp lắm. Phòng nhiều đèn, nhiều đèn nó sẽ phản cái ánh sáng vào cái phần vàng lên bên trên ấy thì rất là đẹp mọi người nhé nó sáng còn nếu như mà với ngân sách thoải mái hơn thì mọi người có thể tham khảo cái dòng khử mạ vàng dòng khử mạ vàng khử mạ vàng thì nhìn nó trắng trong luôn đây như mà anh chị có thể nhìn nhé cái dòng này dòng oxy dòng oxy thì nó sẽ màu vẫn là màu trắng nhưng mà sẽ trắng đục nhưng mà anh chị phải lưu ý nhiều khi là mình xem ảnh nhé nhiều khi mà anh chị xem ảnh anh chị có thể bị nhầm lẫn hàng khử với hàng oxy bởi vì nó cũng trắng la ná như nhau đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người thế nên là tốt nhất mua những sản phẩm này đấy, mua những sản phẩm này mọi người một là mua những cái đến tận nơi được xem là tốt nhất còn không thì anh chị phải mua ở những đơn vị uy tín ở những đơn vị uy tín tránh trường hợp ví dụ uh, mua cái hàng oxy giả khử nhưng mà lại mua ở mức giá tầm gần bằng giá hàng khử thì, thì rất là bị thiệt cho khách hàng đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người nhé đây là dòng oxy giả khử nó sẽ trắng gần giống với hàng khử mọi người có truy cập vào kênh của em ấy xem là mọi người có thể phân biệt so sánh được cái hàng khử và hàng oxy giả khử em có cái video so sánh rồi đấy mọi người có thể truy cập vào đấy để xem và nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh nhé chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này ạ đây mặt bên này của tác phẩm mọi người nhìn cái đuôi công vẽ rất là bông tươi nhá đuôi công vẽ rất là bông tươi lát nữa em sẽ bày trí cặp này cạnh tủ tivi cho anh chị cũng ngắm nhìn ở phòng khách luôn sang lắm à, đây là mặt bên hông của tác phẩm mọi người nhé bên hông đây được chế tác hình ảnh là một khóm hoa cúc và hoa phù dung đang đua ra anh chị cũng quan sát này đấy anh chị có thể nhìn thấy là dưới chân vàng kim vẽ rất là đậm nhé tất cả những cái viền của cái họa tiết đều được vẽ vàng kim hết rồi nhưng mà ở đây do ánh sáng nhiều khi quay nó chưa lên được cái màu vàng thôi nó tất cả sẽ phải nổi vàng hết lên mọi người nhé đấy, em sẽ lia em sẽ lia cái máy này anh chị có thể nhìn thấy là vàng bắt đầu nó sẽ chạy ánh sáng này ở trên phần cổ anh chị nhìn thấy chưa đấy đây ví dụ ở phần cánh chim công này vàng nó sẽ sáng đều hết lên đấy thì chạy máy như này là nó sẽ sáng hết lên thì tất cả cái viền này đều là lên vàng hết rồi không nhiều khi anh chị là xem ở trên tivi nhìn thì nó cứ đen đen lại tưởng là nó màu đen Nhưng mà thực chất đấy là cái vàng kim vàng kim đấy nó sẽ vàng như ở dưới chân đấy dưới chân của lục bình anh chị nhé và đây là mặt sau của cặp lục bình anh chị nhé cặp mặt sau thì được chế tác hình ảnh là một khóm cây trúc nó mọc khá là cao Đấy, anh chị nhìn cái lá trúc lên hết vàng kim đấy à, thì trên một cặp lục bình này vẫn có bốn cái loại cây loại hoa biểu tượng của bốn mùa là xuân hạ thu đông đấy anh chị nhé Cái trúc đấy. Cái trúc rất là khẳng khiu cái tán lá này trên này ảnh núi và trời là nó vàng óng luôn Đây là vàng kim ở trên phần vành miệng mọi người nhé vàng kim ở trên vành miệng Và cũng có một cái lưu ý dành cho mọi người nhé à, Với tất cả những cặp lục bình kể cả hàng cao cấp hay hàng bình thường Thì cái lục bình khi mà chúng ta đặt lên chân nó sẽ vẫn có độ dơ nhé Đấy mọi người này Nó khi mà chúng ta lay này Nó sẽ vẫn có độ dơ giữa cái phần đế và phần chân của lục bình đấy là có một cái lưu ý dành cho mọi người về mọi người vẫn phải chêm lại à, phải chia sẻ rõ ràng như thế này bởi vì là nhiều khách hàng ở xa mọi người mua khi mọi người về mọi người có thể lay like như thế này mọi người thấy lung lay like, là mọi người sẽ nghĩ là đây là một cái sản phẩm lỗi hay là bị vấn đề gì rất là sẽ gây ra tình trạng là khách hàng sẽ hiểu nhầm cho những cái đơn vị bán hàng. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người. Mọi người mua bất kỳ ở đâu cũng vậy, riêng lục bình là sẽ vẫn có độ dơ nhá. Không phải là như hai cái miếng gạch đặt lên bên trên nhau mà nó phẳng như vậy được mọi người nhá. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người. Và một cái lưu ý nữa là đối với cái những cái cặp lục bình ví dụ như là oxy như thế này. Ờ à, thì cái chân, cái chân xứ và cả lục bình thì ở hoàn thiện ở mức độ vừa phải. Nhưng mà những cái đôi mà đã được đi mạ vàng như thế này thì là phải được lựa chọn rất là kỹ. Nhiều khi là 10 đôi mới lựa chọn được tầm 3 đến 4 đôi để đưa đi mạ vàng mọi người nhé. Thế nên là ví dụ như đây là cái chân này em phải quay gần đây để cho mọi người cùng nhìn rõ ví dụ như là cái chân này để quay cho mọi người nhìn được cái độ hoàn thiện của sản phẩm nhé để tránh tình trạng nhiều khi mọi người nhận hàng về mọi người đã bỏ những cái sản phẩm này bị lỗi hay bị vấn đề gì thì đây là gì đáy đây như anh chị nhìn thấy nhé đây là gì đáy những đôi chân này đã cũng phải được lựa chọn rồi như em nói rồi cái dòng sản phẩm oxy thì cái mức giá trị của nó sẽ là mức vừa phải Thế nên là cái độ hoàn thiện của sản phẩm nó cũng không phải là quá là cao nên là những cái chân này có thể nó có sẽ có những cái đường vết răm như thế này để khi mà làm cái sản phẩm họ sẽ làm mức độ hoàn thiện ở mức vừa phải thôi không quá là kỹ càng đấy đây là phải chia sẻ để cho mọi người cũng hiểu rõ được ví dụ như cái phần chân này cái mực có thể nó sẽ lem như thế này đây có thể cái chân cái mực nó sẽ như thế này đấy đây mọi người nhé đấy. cái chân này nghĩa là cái độ hoàn thiện của nó là ở mức độ vừa phải, cái hàng mộc nghĩa là ở lúc hàng mộc ấy là cái độ hoàn thiện của cái dòng này nó ở mức vừa phải, nó tầm trung thôi, thì chưa phải là hàng kỹ, nhưng mà sẽ được lựa chọn đi để đưa đi vẽ vàng, để dành cho những khách hàng với ngân sách ở mức độ vừa phải, nhưng mà anh chị vẫn có thể chơi được những cái sản phẩm mạ vàng và cái độ đẹp cao, đấy là cái lưu ý dành cho mọi người, kể cả đơn vị nào bán thì cũng vậy thôi mọi người nhé, đơn cái dòng sản phẩm này nó là vậy hàng khử thì độ hoàn thiện sẽ cao hơn nhiều hàng khử thì độ hoàn thiện sẽ cao hơn nhiều rồi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này à, nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh chia sẻ để nhiều người biết để đến những cái sản phẩm gốm xứ bát tràng của việt nam cảm ơn mọi người đã theo dõi video này xin chào